Hi, xin chào các bạn. Hiện giờ thì đang mùa đào, rồi mình có ngâm gũ đào luôn. Sẵn đây thì mình xin chia sẻ với các bạn cách ngâm gũ đào nha. Thì sẽ có hai cách ngâm gũ đào, mình sẽ lần lượt mình chia sẻ với các bạn nha. Thì công dụng của gũ đào là chị đau nhức nè, chị nhức mỏi á, rồi chị táp bón nè, và chị viêm họng nữa. Thì mình mời các bạn cùng coi cách làm nha. Thì ở đây mình có chuẩn bị sẵn là 1 ký 2 trái đào này nè, người ta còn gọi là đào lộn hộp á, còn ở quê mình là gọi đào không mà bình thường như vậy á. Lá này là 1 ký 2, nếu mà mình lặt bỏ mấy cái hộp hết trơn á thì nó sẽ còn 1 ký đào đúng luôn á các bạn, 1 ký đào đúng nha, là bỏ cái hộp rồi đó. Thì 1 ký đào đúng này nè mình sẽ sử dụng với 300g đường cát trắng nha. Các bạn có thể thay thế đường phèn, mà mình không thích đường phèn, mình sẽ sử dụng đường cát trắng. Bây giờ thì mình lặt bỏ cái hộp đó nha. Với lại mình nói thêm á, khi mà mình ngâm rượu á, thì các bạn lựa trái sống như thế này nè, hòm hòm chín chín như thế này nè, đừng có lựa trái chín quá nha, tại cái này mình mua nó lộn xộn hết trơn rồi, nên có sao mình ngâm vậy. Rồi cái đào này á, thì các bạn sẽ cắt lát ra, cắt lát vừa vừa thôi, đừng có mỏng quá cũng đừng có dày quá nha. Thì có hai cách. Cách thứ nhất á, là mình sẽ cho nó vào cái lọ thủy tinh á, rồi mình để đường vô rồi mình ngâm. Ngâm xong rồi một tuần lễ cái mình chế rượu vô. Còn không thôi, cách thứ hai nữa là các bạn sẽ cắt như vậy xong rồi nè, cái mình sẽ đem đi phơi. Đi phơi cho nó khô, nó hơi khô lại á. Xong rồi các bạn cho vô cái bình thủy tinh á, cái mình chế rượu vô nha. Mình ngâm, thích bỏ đường thì mình cho đường vào, còn không thì thôi nha. Đó là hai cách để ngâm gũ đào. Còn mình thì mình làm theo cách thứ nhất nha. Thì mình sẽ cho vô đây nè, cho một lớp vô đây. Xong á, cái mình cho đường cát trắng vào đây. Các bạn có thể thay thế đường phèn nha, tùy theo ý thích các bạn, nhưng mà mình thích đường cát trắng. Rồi mình cho vô 3-4 muỗng đường á. Rồi xong cái mình cho một lớp đào lên nữa, rồi cứ cho một lớp đường lên nữa nha. Cứ vậy mình làm cho đến hết luôn. Là cách thứ nhất như vậy. Khi một tuần lễ sau á, nó sẽ lên, nó sẽ có lên men và nó có cái rượu. Đó là mình rượu đào nha. Còn không thích uống thì mình có thể cho trực tiếp gũ vào, mình ngâm tiếp tục và mình uống nha. Còn không thôi thì mình sẽ phơi khô cái này, rồi mình sẽ cho rượu vô, rồi thích thì cho đường vào, thì tùy ý thích các bạn nha. Thì có hai cách hồi nãy giờ mình nói đó, như vậy đó các bạn, rất là đơn giản, muốn làm cách nào cũng được nha, thích cách nào thì mình làm cách đó, cái nào cũng được. Rồi mình cho đường lên luôn. Rồi mình sẽ đợi cho nó một tuần lễ là nó sẽ ra, nó ra cái nước, nó lên men, nó ra nước. Rồi mình chờ xem nha các bạn. Rồi, vậy là xong rồi đó. Cách thứ nhất, mình làm theo cách thứ nhất nha. Rồi, đây nè các bạn, một tuần lễ đúng luôn á. Cái nước nó đã ra, đường với đào nó đã ra thành rượu rồi nè, rất là nồng luôn á. Và mình ngâm á, có những cái bọt nó ở phía trên đây nè, thì mình chịu khó mình vớt ra nha. Thì bây giờ mình sẽ uống thử cái rượu đào này nha, mình để như vậy mình uống luôn. Còn thôi thì mình chế rượu vô mình uống luôn cũng được ha. Mình chế rượu rồi mình ngâm tiếp tục khoảng tuần mình uống. Nó rất là nồng luôn á các bạn, nó có vị chua chua, chát chát, ngọt ngọt, như là rượu trái cây vậy đó, là nó là rượu trái cây mà, rất là ngon luôn nè. Thì mà các bạn muốn uống cho ngon á, thì bây giờ nè mình chế rượu vô, mình để khoảng một tuần nữa thì mình uống nha, thì nó sẽ lên nồng độ nữa hơn, nó ngon hơn nha. Còn để uống không như vậy cũng được nha. Thì cách thứ hai á, thì phơi khô rồi để rượu vào nha. Thì cảm ơn các bạn đã xem video, bye bye, chào tạm biệt nha.